Thưa quý vị, căn cứ vào kết quả điều tra đánh giá mức độ phạm vi ô nhiễm môi trường biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp và đưa ra hướng dẫn khai thác, giám sát hải sản, việc nuôi trồng thủy sản và nghề muối tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo đó, 4 phương án khai thác cá biển được đưa ra để lấy ý kiến. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Ngọc Oai cho biết, phương án đầu tiên là cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ 10 hải lý trở vào bờ, kéo dài từ Vũng Áng đến hết Hòn Sơn Trà, Thừa Thiên Huế, và tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm, sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu về bờ. Thứ hai là cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm 3 vùng biển như Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo, gồm các vùng biển cách bờ 1,5 km thuộc Sơn Dương, Hà Tĩnh với diện tích 300 km2, Nhật Lệ, Quảng Bình với diện tích 330 km2, Hòn Sơn Trà, Thừa Thiên Huế với diện tích 160 km2. Cấm nghề khai thác cá tầng đáy từ 20 hải lý trở vào tại 4 tỉnh miền Trung đối với các nghề lưới, kéo, rê đáy, lăn, lồng bẫy. Còn những nghề khai thác khác thì vẫn bình thường, nhưng được tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau khi ngư dân đánh bắt hải sản về bờ. Thứ tư là cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường trên các vùng biển và tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm. Ngay khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra 4 phương án, Quảng Trị chọn phương án 4. Riêng Quảng Bình không chọn phương án nào. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho rằng việc này phải do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ động khai thác được hay không, bộ này phải phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường thống nhất, chứ không thể 4 địa phương lựa chọn, bởi việc này phải dựa trên khoa học, có sự phản biện để chịu trách nhiệm trước người dân. Chốt lại vấn đề, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám khẳng định bộ này sẽ là cơ quan quyết định đến phương án, khu vực khai thác nhưng không thể áp đặt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không trốn tránh trách nhiệm, còn việc lựa chọn như thế nào là quyền của các địa phương.